Chào các bạn, Hoàng vừa mới đi giao cây CLP 440 cho một khách ở chung cư Đà Văn bên cái đường Nguyễn Hữu Cảnh á. Giờ lại trên đường về rồi đi giao một cái cây nữa là cây IDP 162 ở quận 12. Là lần này vừa ship đàn mà vừa ship người luôn, tức là chở cái bạn khách về luôn. Thế giờ Hoàng vào Hoàng đậu xe để bỏ đàn lên xe để chuẩn bị đi nha. Sao? Được không?
từ từ. Chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ giao cái đàn cho bạn Đạt. Bạn Đạt đang là sinh viên. Bạn Đạt hồi xưa giờ 5 năm rồi, bạn Đạt chơi organ. Bây giờ bạn Đạt muốn có cái tiếng piano. Rồi mình chỉnh trên cái organ mà nó không có ra nên thành ra phải đổ luôn cây piano. Rồi mạnh bạo chưa? Thành ra là hôm nay Hoàng mới chuyển cái đàn 162 cho bạn Đạt đây. Ha. Nãy trên xe là hai chú cháu nói chuyện nhiều lắm. Để lát Hoàng về Hoàng lựa ra các cái đoạn nào ngắn gọn được. Nó đi dài lắm, thành ra nguyên câu chuyện rất là dài. Nhưng mà gói gọn lại á, bạn Đạt là một người thấy bạn Đạt là một người rất là đam mê âm nhạc. Bạn Đạt học về ô tô nha các bạn nha. Đó, có bạn gái nào quan tâm đây, bạn Đạt học về ô tô. Rồi. Bây giờ giao tới đây nè. Hay chưa? Giao tới đây là bỏ ra ngoài hiên. Không? Ngoài hiên view đẹp thoáng đãng hạnh phúc chưa. Đây bây giờ là thử cho Đạt coi tiếng nha. Vô mấy đâu vô đàn là hù dọa rồi đấy chứ. Đèn rồi hấp dẫn không, chẳng hạn bây giờ hấp dẫn. Clip nào cũng đánh con đường màu xanh hết các bạn ạ. Rồi túm lại á, cái clip hôm nay Hoàng có nhấn mạnh một điều thôi, đó là ai có cái may mắn, có cái đam mê với âm nhạc thì Hoàng phải dùng cái đó là may mắn á. Bởi vì thay vì đam mê cái khác thì đam mê với âm nhạc thì thật sự cuộc đời của mình nó rất là thú vị đó. Ngoài cái giờ rảnh mình đi chơi cái này chơi cái kia, đi nhậu đi nhạc đó, thì thật sự đi học đàn, đi chơi nhạc đó là một cái thú vui rất là có ích về mọi mặt luôn đó các bạn. Thành ra là Hoàng cũng chúc mừng Đạt có cái đam mê đó. Xung quanh Hoàng toàn là người có đam mê đó, nên nay là bổ sung có thêm Đạt đó là người có đam mê về âm nhạc thôi. Cảm ơn Đạt, cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các clip của Hoàng nha.